Treo quảng cáo Zin VTech Shop 4.000 một đơn hàng nhưng mà khoảng 80 đến 90% là các đơn hàng đều được đổ cho tiếp thị liên kết. Thì đây là một cái vướng mắc của bạn học viên bên mình. Video này mình sẽ hướng dẫn cho anh chị em cái cách để lên treo quảng cáo Zin V và cách để mình khắc phục để cho đổ sang cái video của mình các bạn nhé. Đầu tiên các bạn vào cho mình cái trang chủ của TikTok là trang seller-vn.tiktok.com. Sau đấy các bạn bấm cho mình ở chữ là quảng cáo mua sắm ở đây các bạn nhé. Đấy, mình vào trong phần quảng cáo mua sắm này, đợi nó load một xíu này. Sau đấy thì mình nhìn sang bên này. Đấy, bên này thì nó bắt đầu nó sẽ xuất hiện lên này. Đấy thì các bạn nhìn ở đây này, thì ở đây mình sẽ vào trong cái phần nó ghi là gì ạ, là tạo quảng cáo Zin V tối đa các bạn nha. Đây mình bấm vào đây một cái, sau đó thì mình kéo xuống dưới. Các bạn chú ý cho mình đấy là cái tài khoản quảng cáo khi mà các bạn mới tạo ra thì các bạn chưa nên chạy Zin V ngay, mà các bạn cần phải chạy sang cái chạy video trước, chạy khoảng tầm 2-3 ngày để cho nó cắn tiền đi đã, sau bắt đầu các bạn chạy Zin V thì nó sẽ không bị đai tài khoản các bạn nhé. Rồi bên dưới này các bạn thấy đây nó sẽ có một cái phần là quảng bá sản phẩm này, các bạn chọn cho mình vào cái phần là thêm sản phẩm ở đây các bạn nha. Ví dụ như ở đây mình sẽ chọn vào một cái sản phẩm là, ví dụ bây giờ mình chọn cái kéo đi nha. Đấy, chọn cái kéo này, sau đấy thì nhìn sang bên này mình sẽ bấm vào chữ xác nhận này nhỉ. Rồi bắt đầu các bạn kéo xuống dưới cho mình. Đấy, kéo xuống dưới này, sau đó cái phần này các bạn sẽ chọn ở doanh thu gộp và ROI này. ROI là doanh thu chia cho chi phí thế nhỉ. Thì ROI càng cao thì chứng tỏ là gì ạ, là cái tỷ suất mà cái chi phí chạy quảng cáo của mình càng rẻ các bạn nhé. Ví dụ đây ROI mình đang để là 20 chẳng hạn này. Tiếp theo các bạn kéo xuống dưới cho mình. Ở đây thì cái phần liên quan ngân sách hàng ngày nhỉ. Ngân sách hàng ngày ví dụ như ở đây nền tảng họ đang đề xuất là gì ạ? Đang đề xuất đây là 2 triệu đúng nhỉ? Thì hoàn toàn mình có thể sửa thành là 200 nghìn hoặc là 500 nghìn nếu ok các bạn nhé. Ví dụ ở đây mình sẽ sửa thành là gì ạ? 500 này nhỉ. Rồi. Tiếp theo các bạn kéo xuống dưới cho mình này. Đấy, kéo xuống dưới cho mình này. Cái phần liên quan lịch trình ở đây ạ. Lịch trình đây thì các bạn cứ để nó bắt đầu từ cái thời gian mà bắt đầu mình lên, thời gian kết thúc thì các bạn cứ để đây nhá. Thì lúc nào mình cảm thấy không hiệu quả thì mình cắt đi thôi được chưa ạ? Rồi bắt đầu các bạn kéo xuống dưới, đây là cái phần quan trọng này. Là cái phần là tự động chọn video. Nếu mà các bạn để chọn tự động video ấy, thì nó sẽ nhảy sang cả bên tiếp thị liên kết nữa. Thì mình sẽ tắt thằng này đi. Bạn kéo sang cho mình ở đây nó sẽ có phần là chọn video này nhỉ. Rồi các bạn đợi một xíu cho nó lên cái video của mình các bạn nha. Đợi một xíu cho lên video đi. Rồi ở trong này nó sẽ cho mình chọn là một lần là tối đa được 50 video các bạn nhé. Tối đa được 50 video. Ở đây thì mình sẽ bấm vào đây một cái này. Thì mình sẽ tắt cái thằng là bài đăng ủy quyền đi để cho chỉ hiển thị ra cái kênh của mình thôi các bạn nha. Rồi đấy, bây giờ bắt đầu nó sẽ hiển thị lên này. Thì bây giờ mình cứ bấm vào kéo ở đây các bạn nha. Các bạn kéo ở đây này. Mình cái video nào các bạn đấy thì các bạn chọn vào nhá. Video nào thì các bạn chọn vào, và thông thường mình cứ chọn khoảng tầm là gì ạ? Đấy khoảng tầm chục cái video các bạn nhá. Đấy mình sẽ xem video nào ok thì bắt đầu mình chọn vào. Ví dụ đây mình sẽ chọn điểm một vài video này. Đấy xong bắt đầu các bạn bấm cho mình bấm sang bên này đi nha. Đây là trang 1 này. Đấy, bây giờ mình thích cái video khác, bây giờ mình quay sang mình bấm video tiếp theo nhỉ. Đấy có rất nhiều trang. Nhớ là gì ạ? Là những cái video này phải là video gắn giỏ hàng sản phẩm các bạn nha. Đây là những dạng video là gắn giỏ hàng sản phẩm các bạn nha. Đây mình có thể bấm vào những video này này. Nhá. Mình quay vào những video, bắt đầu các bạn bấm chọn vào nhá. Quay vào các video bạn chấm bấm chọn vào nha. Rồi ví dụ đây mình sẽ chọn lấy khoảng tầm 5 video. Sau đây các bạn bấm cho mình chữ xác nhận ở đây. Rồi, sau đó thì các bạn kéo xuống dưới cho mình này. Đấy, rồi kéo xuống dưới nhá. Tiếp theo này, ở cái phần tên chiến dịch đây thì các bạn sửa lại cho ngắn. Ví dụ mình để là tối đa doanh thu gộp, ví dụ như là GMV của gì? Ví dụ là GMV của cái kéo chẳng hạn này. Đấy chưa? Bắt đầu mình xóa đi. GMV của cái kéo. Đấy mình sẽ sửa lại tên và các bạn bấm cho mình chữ phát hành là ok các bạn nhá.